Các bác anh em đang xem cây tại triển lãm sinh vật cảnh Ninh Bình tổ chức tại trung tâm hội nghị của tỉnh Ninh Bình. Video này sẽ quay chọn lọc một số tác phẩm tầm trung và kích thước lớn để các bác anh em xem nhé. Cây xanh này có chân đế rất là đẹp. Bác xem cái độ già của nó nhé. Bóng của cây xanh này. Số điện thoại của chú cây này. Cây tiếp theo cũng là một cây xanh. Xanh Nam Điền. Một tác phẩm cũng rất là tuyệt vời. Chân đế khỏe. Kín mật an. Những cái chậu tròn như này nhé. Có nơi gọi là cái an. Bác xem tiếp nhỉ. Đây là một cây xanh nữa này. Số điện thoại của chủ cây này. Xanh nữa này. Cây xanh này cũng có những cái nét cổ. Chân đế của nó thì quá khỏe luôn này. Cây cực kỳ già rồi các bác nhá. Xem cái đồ chuồn của nó này. Bác xem số điện thoại của chủ cây này. Tên tác phẩm là Phụ Tử Liên Chi. Bác xem tiếp nhé. Tác phẩm là Thái Sơn Ngũ Bảo. Số điện thoại của chủ cây này. Đây là một cây xanh Nam Điền. Chủ nhân là tên là Thái Sơn Ngũ Bảo. Cây xanh Nam Điền cũng rụt rịt. Bác xem một tác phẩm Hồn Quê này. Cây xanh Nam Điền. Tác phẩm có tên là Thần Tài. Bác xem số điện thoại của chủ cây nhé. Bông dăm được ở chủ cây làm rất là kỹ này. Quá nét luôn. Cây giật rất là kỹ các bác nhé. Những cái vết giật nó liền vết hết rồi này. Giật rất là nhiều. Một cây xanh Nam Điền rất là tuyệt vời. Các bác xem tiếp nhé. Đây cũng là một tác phẩm xanh này. Xanh kỳ đá. Quả phúc được làm lớn, làm rất là nét. Bác
số điện thoại chủ cây này. Các bác xem ở cây si này, trong nhiều năm gần đây thì si lại được lên ngôi. Rất nhiều những cây si có giá trị cao được các nhà vườn giao dịch. Bác xem thông tin về cây si này. Chân đế cây si này. Bóng của nó này. Các bác xem tiếp nhé. Đây là một cây xanh này. Cây xanh này chân đế rất là tuyệt vời. Bộ rễ rất là tuyệt vời nhé. Bóng đẹp. Cây xanh này có tên là tôm hùm. Nhà vườn Châu Chọc. Một tác phẩm rất là nổi tiếng. Tác phẩm tôm hùm. Bác xem kỹ tác phẩm này nhé. Tác phẩm này là xanh Nam Điền. Cũng rất là nổi tiếng. Anh Châu chơi cây rất là lâu năm rồi. Và anh chơi cũng rất nhiều tác phẩm đẹp. Và anh cũng là một chủ doanh nghiệp về sắt. Và cây này thì anh Châu cũng chưa tiết lộ giá là bao nhiêu. Tuy nhiên thì anh chỉ nói thoáng qua là cây này có giá tiền tỷ. Còn bao nhiêu tỷ thì anh Châu cũng chưa tiết lộ. Nếu anh em nào mà yêu mến thì liên hệ trực tiếp với anh Châu nhé. Bác xem này. Cây xanh. Tác phẩm này của nhà vườn Hùng Siết. Cây xanh này cũng rất là già, để y mọc gần như kín thân. Và tay cành của cây này cũng rất là rụt rịt. Bông tán cũng được làm rất là rõ ràng. Hả? Cái này của anh à? À, Nam Lê à? Cây xanh này có ưu điểm là bộ rễ của nó nu rất là đẹp nhá. Xanh là kỳ đá. Bác xem thông tin ở cây xanh này. Lê Đức Nam. Tác phẩm Ninh Vũ Đằng Sơn. À, chủ nhân Lê Đức Nam, nhiều người còn gọi là Nam Lê đây. Bác xem cái độ già của cây xanh này nhé. Kể đến bông răm cũng được làm rất là nét. Và cũng được cắt giật rất là kỹ này. Bác xem những cái đường chuyển của tay cành này. Cũng rất là nghệ thuật. Chân đế được tạo tác rất là đẹp. Cả cái rễ cũng được tạo hình móng rồng rất là đẹp các bác nhé. Có lẽ phải thực hiện một nhát cắt ở đây này.
sau đó nó ra những cái rễ mới, chọn lọc và để lại ba cái thì nó tạo ra cái bóng rồng rất là đẹp này. Những cái cách vẽ tay cành bông dăm rất là đặc trưng của chủ nhân là Nam Lê. Tùng La Hán này. Tác phẩm Vạn Niên Tùng. Những tác phẩm bonsai tầm trung và kích thước lớn tại triển lãm sinh vật cảnh Ninh Bình đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.